Những tuổi học trò đã từng có rất nhiều ca khúc mang giai điệu sôi nổi cùng ca từ gợi nhắc đến mình kỷ niệm thơ ngây. Liệu con đã từng nghe ca khúc mới của ca sĩ Đức Phúc chưa nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.